Xin chào các bạn. Bữa nay nhà mình nấu bánh canh khoai mỡ ăn. Đây là củ khoai mỡ mình mua, củ khoai mỡ nó có màu tím đậm như vậy nè. Giờ mình sẽ gọt củ khoai. Mình nấu bánh canh khoai mỡ này mình có một ít tôm khô. Tôm khô để cho ra nước ngọt, chứ con tép này nè mình bầm ra mình cũng bỏ vô cho nước ngọt. Chứ đây có chả cá với tôm. Tôm này tôm xong rồi mình bỏ vô tô. Chả cá thì mình chiên. Giờ mình bầm tép này để mình xào cho nó thơm để hồi nấu nước súp. Này nó tím màu cũng không có được mặn không. Hôn con đi. Ừ, hôn con đi kìa. Dạ hôn đi. Hôn miếng ha. Tôm. Cái khoai mỡ này giờ mình bắt lên nhưng mà mình chế nước ít thôi, mình chậm gọi lửa riu riu á, chứ không chế nhiều, nhiều người người ta hấp nữa, mình không hấp, mình bắt lên vậy cho nó meo. Hành củ quá, hành củ. Thank you.
chỉ xào cho nó săn thôi, không có nêm gia vị gì hết. Sườn heo á hay sườn đậu á hả? Sườn heo với trứng cút với tôm, còn mình không ăn trứng cút, mình không ăn heo thì mình chả cá với tôm. Đó ao ha, ngon lắm chứ. Cá thì dai ngon, cá thì hở mới hả? Cái mày dai ha, mày dinh ta nạo ra. Khoai này mình tán cho nó dẻo quá trời, mình tán cho nó mịn ra. Củ khoai tím dữ ha. Nó có loại hai, nó có loại trong ruột nó hơi tím hồng trắng trắng á. Có loại thì tím. Ô giờ tao khôn quá. Lấy lên bờ được rồi, bay lên á. Rồi mình tán cái này nó nhuyễn ra rồi, giờ mình bỏ 200g bột ấu. 200g bột ấu vô đây. Bột năng, bột ấu thường ta cũng gọi là bột năng. Chứ mình có nửa ký bột gạo nữa. Tổng cộng là 700g. Khoai mỡ cái này á, hồi sớm mình mua củ này cũng 700g. Giờ nhồi lên. Nó khô thì mình chế thêm miếng nước nóng nữa mình nhồi. Ở thì màu đẹp chứ. Ra màu đẹp. Cái này mới đúng là khoai mỡ. Nó màu trắng. Cái này nó hơi khô rồi, mình chế miếng nước bình thủy vô. Nước trong bình thủy á, nước sôi. Mình thao bột năng lên trên tấm thớt để mình cắt bột nó không bị dính. Thôi chét lên cái dao miếng luôn, mình chét đi cái dao nhiêu tuột hết rồi. Một cái vậy sắc ngon ha. Tôm mầm nha, để cho nó ra nước ngọt luôn. Thank you.
tím đẹp lắm mà. Tím này là thà Quy ơi. Thích màu tím có màu tím nè. Đẹp không? Tí là tím hoa cà. Tím hoa cà. Để bánh canh vô. Sôi quá rồi. Quá ngọt luôn. Cơm này nó mập phê ơi, thịt không nè. Không có bị teo nữa à. Ừ. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà luôn. Bánh canh lớn lớn lên, nói lớn lên. Hủ tiêu vô. Để hủ tiêu đi con nghe. Thôi con ngoái còn ngủ thôi. Nha. Ngủ thôi. Ngon quá luôn nè. Tôm này thay ngủ nhắc rồi nha. Thế vậy? Ăn tôm đi. Để tôm không mang quả ăn chả cá nha. Cái này đã quẹo luôn. Ngon không vậy? Tẩu nước cho cá. Nè nhi. Ngon không vậy? Trời ơi, màu tím mày mới chịu nghe. Màu tím hả? Màu tím bà chim. Không không chịu không? Hả? Không không chịu không? Màu hồng hả? Màu lại thích màu tím. Con thích màu hồng màu tím luôn nha. Cả hai. Cả hai lắm. Ủa ăn tháng gì chưa ăn tôm hả? Dạ có. Dạ con không ăn. Rồi con mang ăn cái này đi. Ngon lắm á. Nó mang hồi nãy chị hái được. Lai tháng ăn tôm. Đẹp quá. Hả? Nè con qua đây đi cho mát Quy. Qua đây mát nè. Này kêu bánh không? Gì? Bánh canh tôm hả? Bánh canh tay mỡ, chả cá với tôm. Cái cặp bánh canh nó dẻo à. Dẻo không? Tay mỡ là dẻo á. Cho miếng ớt, miếng nước mắm nữa rồi. Nó hấp dẫn rồi. Từ đặc biệt á. Cái nguyên cũng đặc biệt đó. Sáng còn đâu có giống vậy đâu. Rồi lát ớt vô nó. Rồi đẹp quá vậy. Đặc biệt có lát ớt. Đặc biệt có ớt.
Sao con ăn tôm hả? Tôm ngon thích sao các bạn. Sao tôm ngon có gặp nó không thích, nó ăn không ăn, ăn ngon không? Ngon. Ngon ha, nào mới nấu nè. Từ đó giờ mới ăn bánh canh phai mỡ lần đầu tiên nha. Một cha canh mẹ đẻ tới giờ hả? Ừ. Mấy chục năm mà mới biết ăn món này. 40 mấy năm, 2 bao nhiêu tuổi rồi? 47 năm, 47 năm. 47 năm mới ăn lần đầu tiên. Ngon. Mà cái cảm thấy nó dai nó ngon nè. Ngon mà nhìn đẹp nữa. Ngon mà đẹp nữa chứ. Bắt mắt. Thích màu tím. Bữa này lấy cái áo màu tím cho anh mặc luôn, trùm luôn. Bỏ vô em. Đây là miếng chả nha. Con tôm này. Tôm. Nè, gặp chả trên đây. Chả hả? Ngon. Tôm này gạch nhiều, béo quá ngậy à. Ngon quá ha. Ngon tôm. Ngon quá. Ngon mấy quen. Ngon. Ngon vậy con. Nó ăn bánh canh đâu, nó ăn cơm. Từ nào giờ nó không có ăn mấy cái lặt vặt, nó chỉ cơm thôi. Cháo không ăn, phở, hủ tiếu, uống rượu gì cũng ăn. Con là phải con của ba Hai mới đúng. Hai là thích cơm. Hai thích ăn cơm không thường. Hai món này thì do mẹ ép lắm để ăn thôi. Nó giống mình Dừng. Ở Dinh cũng cơm không? Đi đâu mẹ cũng phải ăn cơm. Cũng chung ăn hả? Đi đâu cũng vậy, ăn tôm với cá. Nguyên đồn bút hết đời. Cậu ăn ớt mà mẹ ớt cho con.